Liên quan đến vụ nam thanh niên lái xe máy bị một cảnh sát giao thông lái xe đặc chủng hai lần dùng chân đạp vào xe ở trên đường 3/2 gần khu vực rạp hát Hòa Bình, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, gây xôn xao mạng xã hội chiều 14 tháng 12. Hiện chiến sĩ cảnh sát giao thông đã bị tạm đình chỉ công tác. Theo đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 5 tháng 12, đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ bố trí một tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên một số tuyến đường. Khi đến đoạn đường 3/2, Sư Vạn Hạnh, đội phát hiện một số người dân điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông với lỗi không đi bên phải theo chiều đi của mình, hướng về đường Lê Hồng Phong. Trong khi đang lập biên bản vi phạm hành chính đối với một người khác, đại úy Dương Hải phát hiện nam thanh niên sinh năm 1993 điều khiển xe máy màu trắng có hành vi vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý. Tuy nhiên, người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh dừng của cảnh sát giao thông mà cố tình tăng ga bỏ chạy, luồn lách qua nhiều phương tiện khác. Thấy người này cố tình điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho mình và cho xã hội, không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện của lực lượng chức năng, đại úy Hải đã dùng mô tô đặc chủng đuổi theo và áp sát để ép ngã. Phòng cảnh sát giao thông cũng nhận thấy việc đại úy Dương Hải dùng chân đạp vào phương tiện để dừng phương tiện của người vi phạm là không đúng, gây phản cảm, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông và nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nên đang tiến hành xác minh các bước tiếp theo để xử lý theo đúng quy định.